Slide 4 chủ yếu là các bạn cài được TextNG, chưa làm gì nhiều cả. Cái mà các bạn đang làm ở trong cái bài test của Slide 4 là nó gần giống như là test unit. Như vậy đối với lại bài 5, Slide 5 là mới, còn cái cũ là bài 7. Như vậy chỗ này mình để bài 5 đi cho nó phù hợp. Đối với lại bài này thì chúng ta sẽ nghiên cứu sâu hơn về cái Selenium Web Driver. Cái driver này hôm trước chúng ta nói nó là gì ta? À, nó là một gần giống như là một robot. Nó giả lập, nó sẽ hỗ trợ cho chúng ta mở cái trình duyệt lên. Và cái Selenium này nó sẽ là một cái robot nè. Nó thay mình. Ví dụ bạn mở trình duyệt lên, bạn gõ vô đây là f poly đi, hoặc là ab.poly.edu.vn, tức là mình sẽ gõ cái đường dẫn này vào, mình nhấn enter một cái thì robot nó làm cái việc đó giúp mình. Hoặc là vô đây mình sẽ gõ vô là Google đó. Google.com.vn, enter một cái. Rồi sau đó, sau khi mà nó chạy vô trang Google thì nó nhập đường dẫn vô đây là f poly, enter một cái. Đây, nó ra tất cả những trang web này. Thì khi mà bạn sử dụng Selenium Driver thì nó sẽ làm giúp cho mình việc đó. Và kết nối Selenium với lại Java Elip, kết nối với TextNG. Cài đặt thì chúng ta cần chuẩn bị cái Selenium Testing của phần server. Hôm trước mình đã tải cái gói gì rồi? Hôm trước mình tải cái gói là Selenium Java. Và hôm nay các bạn tải thêm một cái nữa là Selenium Server. Tí nữa mình add hai cái này vào. Mình add đây là một JAR, một file JAR. Mình add một cái nữa hôm trước ở chỗ này là Selenium Java. Đó là hai. Còn với gì nữa ta? Còn với thư mục clip là ba. Gì nữa không? Hôm trước chúng ta add chuyện đó đúng không? Hôm nay là thêm thêm cái server vào và thêm cái TextNG. Đó. Như vậy khi mà chúng ta có đầy đủ dự án, có các thành phần, Selenium Web là một kế thừa của Selenium RC, hỗ trợ nhiều ngôn ngữ lập trình Java, Net. Như vậy bản thân của cái đối tượng này là nó là một API, cho nên là nó hỗ trợ cho chúng ta khá là nhiều giao tiếp giữa các cái đối tác khác nhau. Ví dụ như giữa Java với Excel, Java với PDF, Java với HTML, rồi giữa PHP vân vân, rất là nhiều ngôn ngữ giao tiếp với nhau. 70% ứng dụng Java sử dụng web write. Tạo dự án giống hôm trước, new project xong thì các bạn chọn là build path, các bạn đưa thư viện vào. Thư viện của chúng ta hôm nay chúng ta đưa thêm Selenium Server. Cái này là bản cũ, nó để là Selenium Server Standard Alone. Còn nếu mà các bạn search theo bản mới thì cái mà hồi nãy thầy cho các bạn xem, nó là server 4.8.1. Java hiện nay nó cũng là 4.8.1 không, hai cái này đó. Mình coi ở trong thư viện này, trong thư mục này có cái đó sẵn không, có sẵn thì khỏi cần tải nữa. Server đây chỉ có support thôi chứ không có server. Như vậy mình tải cái server ở bên ngoài chứ đây không có. Rồi mình chuẩn bị gì nữa nào? Chuẩn bị một cái là driver. Đây, chú ý chỗ này. Nếu như bạn sử dụng trình duyệt Google thì bạn lên bạn search là
Google Chrome Driver. Còn thầy đang xài là Microsoft Edge. Thì thầy sử dụng, các bạn lên các bạn search là Microsoft Edge Web Driver. Và trong này nó có 4 cái lựa chọn cho chúng ta tải. 4 lựa chọn cho các bạn tải. Thì các bạn chọn cái đầu tiên giúp thầy. À, chọn cái đầu tiên Stable này. Và chọn cái Win64 hay là Win86. 86 là 32 bit. Hay là bạn chạy máy móc, hay là bạn chạy cái nào thì bạn tải đúng phiên bản của nó. Tải cái này nhé, đừng có tải cái dev developer này, không phải. Tải cái này. Sau khi chúng ta tải xong thì nó ở đây. Đó, Edge driver. Đây, đường dẫn của nó đây. Đó là chúng ta chuẩn bị những tài nguyên để chúng ta thực hiện một cái dự án mới. Và bây giờ chúng ta sẽ tạo thử new một cái project. Và các bạn để ở đây là L3 slide 5. L3 slide 5. Chúng ta đang test bằng Selenium. Selenium Web The Driver. Ghi dạy cho nó dễ hiểu. Nếu như các bạn ở đây, các bạn add thư viện vô cũng được. Còn không thì bạn kết thúc, bạn add. Đây mình add vô luôn. Add library testng 1. Mình sẽ add tiếp extend xa. Thầy hồi nãy thầy đã đưa vô shop 304 thư mục ra. Thầy sẽ cái đầu tiên là server. Tiếp một cái nữa là Selenium Java 4.8. Java 4.8 và 4.8 sụt. Tiếp nữa là mình add cái thư mục clip này vào. Tiếp nữa là chúng ta đã làm gì nào? Chúng ta đã thêm server Java 4.8 và thư mục clip. Hết chưa? Thế rồi. Như vậy các thư viện là chúng ta đã thêm xong. Thư viện chấm ra. Rồi có tạo thêm này không? Chúng ta không tạo ha. Chưa cần đến đây. Chưa cần cái model là info Java. Rồi chúng ta đã có ở đây. Bây giờ các bạn sẽ vào cái nguồn này. Các bạn tạo cho thầy một cái class mới. Class mới thì mình sử dụng ở đây luôn. Để cho nó phù hợp. Chúng ta tạo một cái class là Poly. Và bên trong class này là Verify Homepage Title. Class của chúng ta là Poly. Và package các bạn để ép Poly. Class là Poly ha. Ép Poly luôn chứ. Class là ép Poly. Poly. Package Poly. Rồi, finish. Trong class này, các bạn sẽ đưa vào một số cái code. Code ở đây chúng ta sẽ dùng nè. Thứ nhất là các bạn dùng system set property. Cái này quen không? Ở đâu? Trong? Trong môn gì? Java? Java 4. Như vậy chỗ này chúng ta sẽ đưa vô cái annotation test. Thì nó sẽ hỏi là test gì? Không, các bạn đưa vô annotation test control space thì nó sẽ nổi lên đây và nó bảo mình là test ng. Tại vì mình đang đưa thư viện test ng cho nên nó gợi ý test ng.
và tự động nó chèn cái import PNG ở trên. Public void verify home page title. Mở ngoặc nhọn, chúng ta sẽ dùng system chấm set property, và chúng ta sẽ đưa cái chỗ mà set property này đó, thì các bạn chú ý là phía trước này là key, cái property này nó ở dạng map, cho nên phía trước là key. Key này mình gõ cái chữ này vô á là do nó quy định, mình gõ đúng cái chữ là web driver chấm chấm gì, nếu Chrome thì chấm Chrome, còn Google Ads thì Microsoft Ads thì các bạn chấm Ads. Thì chỗ này chúng ta phải ghi vô đây là web driver chấm, chúng ta đang sử dụng, các bạn đang sử dụng ở đây nè, đây các bạn đang sử dụng cái ad ha, thì các bạn sẽ gõ này vô ad chấm driver web driver chấm ad chấm driver, và cái đường dẫn này nè thì chúng ta lấy từ cái thư mục mà hồi nãy mình tải á, là thư mục này. Thì bạn để ở thư mục nào thì bạn click chuột lên trên cái đường dẫn thư mục, bạn gõ dấu xuyệt giúp thầy, thì nó sẽ xuất hiện những cái folder và những cái file. Mình chọn xuống cái file mà MSE, Microsoft Edge. Chọn nguyên cái đường dẫn này, copy, Ctrl C. Ở trong này bạn sẽ dán cái nó ra, dán Ctrl V, thì tự động nó xem, nó thêm dấu xuyệt nữa cho các bạn. Tại vì sao nó thêm dấu xuyệt nữa vậy? À, dấu xuyệt là nó là ký tự đặc biệt như là xuyệt N, xuyệt T. Cho nên nếu mà mình để dấu xuyệt là nó sẽ bị nhầm tưởng rằng là mình đang muốn xài ký tự đặc biệt. Cho nên là phải dùng hai dấu xuyệt thì mới xài được một dấu xuyệt. Cái tiếp theo, chúng ta sử dụng web driver. Web driver các bạn control space thì nó hỏi là mình import thư viện nào. Bạn chọn thư viện đầu tiên của Selenium. Bình thường nó chưa có nha, chưa import nha, bạn phải control space nó mới import vào. Driver bằng new Chrome driver. Còn mình là bạn sử dụng add driver. Add driver control space luôn. Thì ở đây nó để là add driver của Selenium. Nó có sẵn rồi. Đó, nó có sẵn cái phần này, cho nên là mình chỉ cần gõ add driver là nó hiểu, nó import vô giúp mình được cái add driver này. Nếu bạn nào mà trình duyệt của bạn mà xài mặc định là Chrome thì các bạn gõ theo đúng slide. Còn nếu mà bạn nào mà Microsoft Edge thì các bạn đổi lại. Tiếp tục, string mình tạo. Cái này nó giống như là test unit. Test unit thì mình tạo cái expected và cái result để nó so sánh với nhau. Được chưa? Cái result là cái kết quả thực tế. Expected là mình mong muốn cái gì đó. Ở đây nó cũng tương tự như vậy. Thì nó sẽ để một cái string. Đầu tiên, string URL. Cái URL này là cái trang web mà mình mong muốn truy cập vào. Như vậy để mà cái trang này nó chính xác thì trước tiên bạn phải chạy được ở đây cái đã. Ví dụ như là bạn vào cái trang cao đẳng này đi. Trong bài người ta test trang khác, trang LMS
Bây giờ thầy không tới trang LMS nữa mà thầy tới trang này. Đó, tới trang này, copy cái trang này. Mình chỉ cần copy cái trang chủ thôi. Đây, mình chạy ra đây coi thử nó ra cái gì. Rồi đây là trang chủ ha. Rồi thầy sẽ test cái trang chủ này. Rồi test trang chủ. Và thầy test cái gì? Trong này chúng ta sẽ kiểm tra cái title của website. Cái này là expected nè, giá trị của mình. Như vậy string title website. Bằng website nó trả về cái gì? Bạn có biết trước không? Biết. Biết chưa? Title của website này mình lấy được mà. Title của nó mình lấy được. Như vậy các bạn lấy cái title của website về. Nếu như mà mình muốn sử dụng chính xác thì các bạn lấy cái title của nó về. Hit the title. Rip. Đây, title của nó đây. Copy. Nè, nó ở trên này nè. Trường cao đẳng nè. Đó. Rồi, mình có được cái title rồi. Trường cao đẳng xét tuyển 2023. Có được title rồi, làm gì nữa? Mình sẽ lấy cái giá trị trả về sau khi mà đăng nhập trang web. Như vậy mình sẽ chuẩn bị một cái string title. Và chỗ này mình để result là đúng hơn. Đó, nó là result là đúng hơn. Bằng nháy kép chấm phẩy. Tức là kết quả thực tế mình là mình lấy river chấm get url, tức là cái đoạn này là mình đang mở, cái đoạn này là mình mở Microsoft Ads nè, cái dòng trên này nè là mở Microsoft Ads, dòng dưới này là gõ cái đường link này vào. Nếu là bàn tay á, nếu làm bằng tay thì chỗ này là mình đang mở trình duyệt Microsoft Ads. Nếu làm bằng tay thì chỗ này là mình đang gõ URL vào. Enter. Và tiếp tục nó sẽ lấy được cái title. Nó lấy được title. Như vậy title này của chúng ta nó sẽ bằng the ray.get title. Get title. Và nhiệm vụ của mình ở đây, người ta nói nếu title mà bằng với title thì return là test pass, còn không test fail. Rồi driver close. Thì ở chỗ này mình không cần phải làm như vậy. Thì mình có thể làm gì? Answer test ng chấm answer equal. Bạn sẽ equal cái gì? Bạn sẽ equal của website với cái result. Bạn equal hai cái này coi đúng không? Nếu đúng là pass, còn không đúng là fail. Và cuối cùng sau khi test xong, vui lòng đóng trình duyệt lại. Chứ nếu mà không đóng là nó để hoài. Để cũng được không sao hết. Nhưng mà mình nên đóng lại. Rồi bỏ đóng đi. Tí nữa coi nó chạy ra là sao. Run. Rồi nó mở trình duyệt cho mình nè. Mới mở đó. Thầy không đụng nha. Rồi bây giờ nó gõ vô nè. Nó load lần đầu hơi lâu.
Nhưng mà sau khi nó load rồi, nó gõ dữ liệu thì nhanh. Lần đầu thì hơi lâu tí. Rồi xong. Và được trang web chưa? Vào rồi. Và nó test xong nè. Nó bảo là rinh một cái. Và không có fail. Không có cái gì bỏ qua hết. Và chỗ này test pass. Verify home page title. Tức là sao? Là cái tiêu đề nó lấy được và tiêu đề mình muốn thử là giống nhau. Đó. Như vậy thì ở chỗ này, nếu như mà bạn dùng trang LMS đi hoặc là trang AB để bạn get điểm của sinh viên, bạn get điểm của sinh viên thì làm sao đó để bạn có phương thức bạn lấy điểm về và bạn so sánh điểm mà lấy về và cái điểm kỳ vọng của bạn giống nhau hay không. Như vậy bạn sẽ kiểm thử được vì đó. Và trong cái phần test NG này của mình, trong L3 slide 5 Selenium Web Driver, các bạn không thấy thư mục báo cáo ha. Các bạn lấy chuột phải ở đây, các bạn chọn Refresh giúp thầy F5. Nó xuất hiện test output. Trong test output này mình có hai chỗ để xem. Một là bạn có thể là xem cái email hoặc là bạn xem index. Hai cái giao diện này nó khác nhau tí xíu. Nếu như chỗ này emailable này, bạn sẽ thấy được cái gì? Đây. Nó ra cái dạng như thế này. Còn nếu như mà bạn xem ở bên index, xem bên index thì nó ra cái báo cáo hơi khác tí. Đó, report. Như vậy tùy theo bạn mong muốn nó ra cái báo cáo như thế nào thì nó sẽ chọn cái báo cáo. Còn không, sau này bạn có thể customize cái phần này. Nó có thể ra HTML theo ý mình hoặc nó ra file Excel theo ý mình. Mình phải đẩy nó ra. Tại vì các bạn có thể đẩy ra file Excel để bạn gửi báo cáo. Bạn lấy số liệu làm báo cáo. Như vậy đến đây chúng ta đã demo xong cái việc mà các bạn dùng cái test mà Selenium Web Drive để các bạn thấy là mình đã hoàn thành được cái bài demo cho việc sử dụng test một trang web. Như vậy ở chỗ này, sau này các bạn sẽ test, giả sử như là cái trang của thầy đi. À, lúc nãy là thầy không có đóng à. Thầy không đóng. Bây giờ thầy chạy lại. Thì chọn Raver Close. Coi nó làm sao. Rồi nó chạy lên. Rồi test xong, đóng luôn. Test xong, đóng luôn nha. Như vậy chúng ta đã có hoàn thành test này là test pass. Rồi vậy xong. Còn nó đóng cái driver của chúng ta rồi. Nhưng đối với lại một cái bài mà thầy sẽ cho các bạn dùng cái test NG chỗ này nè. Cái bài này cũng hay. Đây là một cái ví dụ cho phép các bạn sử dụng test NG. Bạn mở driver ra. Mở driver ra. Chỗ này là mình phải đưa cái đường dẫn của mình nhé. Sau đó thì nó set maximum, maximize đó. Tức là nó mở cái cửa sổ không phải là nhỏ nhỏ như lúc nãy mà nó mở cửa sổ hết màn hình. Ở đây là nó đang mở cửa sổ hết màn hình nè. Driver. Driver tức là cái trình duyệt. Trình duyệt này nè. Nó mở lên một cái Google Ads. À, Microsoft Ads nữa. Tức là cái trình duyệt quản lý cửa sổ bằng cách mở rộng hết cỡ. Sau đó thì delete hết cookie đi. Và set thời gian. Và cuối cùng là driver get google.com.
đó là truy cập vào trang Google. Tiếp tục sử dụng cái phương thức mà tìm kiếm bởi tên, tìm kiếm bằng tên, và send vào một cái key, tức là gõ vào cái chỗ mà tìm kiếm á, gõ vào cái chỗ tìm kiếm đó các bạn, gõ vào đây nè, gõ vào đây cái chữ đây, Prostat Guy, và enter, search icon, enter, click, click chuột á, đó. Như vậy ở chỗ này search icon, click chuột, ví dụ như mình gõ chữ vô thì nó bảo mình bấm vô search icon, click chuột, tức là thay vì enter hoặc là search, để cho nó đó, search icon, click chuột, là nó làm giúp cho mình chuyện đó, được chưa? Như vậy thì chúng ta có thể sử dụng thêm một cái test nữa, chỗ này new class, thầy để là test Google, test Google. Ở trong này thì chỉ cần copy cái nội dung này thôi. Chỗ này tại sao nó không close driver? Hả? Sao nó không close? Nó close lấy gì thấy? Nó search không, nó sẽ để mình nhìn cái chứ. Chứ nếu mà nó tắt rồi lấy gì thấy? Cho nên là nó không đóng ha. Rồi chỗ này nó sẽ hỏi là bị thiếu nè. Đó, bởi vì mình chưa có import mấy cái thư viện. Chỗ nào thiếu thì mình cứ đưa vô ha. À, cái driver này của mình đổi lại cái đường dẫn lại. Driver này mình đổi đường dẫn. Web driver Selenium Google Ads Tempo. Rồi driver manage. Còn thiếu gì đây? System set property. System len chấm set. Ủa sao đây nó không thấy? S tâm Java len, đúng rồi, chấm set property system. À, biết gì không mấy em? Biết gì không? mình không có tạo cái lớp main hoặc là lớp gì hết, sao nó chạy được, code này nó chạy vô đâu? Mình chưa có cái class, chưa có cái phương thức lấy gì nó chạy, chưa có phương thức mà sao nó chạy được. Rồi ok, chỗ này sẽ set property. Set property thì chúng ta sẽ lấy lại ở đây. Copy. Rồi chúng ta đã set xong. Xuống tiếp dưới này, time unit, insert vào. Insert cái import cái thư viện vào. Import thư viện vào luôn. Chỗ nào mà thiếu thì các bạn cứ control space cho nó import thư viện vào nhé. Rồi xong. Như vậy là còn thiếu gì nữa nè? Thiếu chấm phẩy. Thiếu chấm phẩy. Chỗ này chạy. Chỗ này nó là do mình không sử dụng test mà mình chạy trực tiếp luôn main, cho nên nó không có test NG mà nó run application. Mở lên, mở rộng lên. Nó có maximize cho nên nó mở rộng. Còn lúc nãy mình không có cái lệnh đó thì nó cứ bình thường.
Rồi nó vào Google rồi nhé. Rồi nó gõ xong rồi, nó enter xong luôn rồi. Được không? Hả? Bạn muốn nó làm gì thì nó làm đó. Kể cả là sau khi mà bạn search xong, bạn click chuột vô cái trang web mà tìm được đầu tiên, xong rồi bạn lấy dữ liệu ở một cái thẻ nào đó là nó làm luôn. Mình cứ đặt kịch bản cho nó là nó cứ làm theo thôi. Đó thì sau này mình sẽ viết kịch bản để cho nó test. Như vậy thì cái này chúng ta có cảm giác là đăng nhập thành công và test pro dễ không? Không, đăng nhập bằng quyền admin thì click chuột vào menu quản lý. Nếu mà vào được thì bắt, không vào được thì phone là tự nó click, thì thay vì mình click thì nó click. Đó, là dễ hơn rồi đó. Bây giờ nếu mà bạn dùng cái này là bạn test rất là dễ.